Thưa quý vị, mới đây đoàn công tác Tổng cục Dịch vụ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia do Trung tướng Yon Mao, Phó Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn đã sang thăm và chúc Tết tỉnh Đồng Nai. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Tại buổi tiếp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dịch vụ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia Yon Mao bày tỏ vui mừng được sang thăm và chúc Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đồng thời chuyển nội dung thư chúc Tết của Tổng cục trưởng Tổng cục Dịch vụ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trung tướng Yon Mao cho biết, sau Tết cổ truyền của Việt Nam, phía Tổng cục Dịch vụ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia sẽ cử đoàn công tác sang trao đổi và học hỏi kinh nghiệm tại Đồng Nai. Về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Tổng cục Dịch vụ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia đã sang thăm và chúc Tết tỉnh. Sắp tới tỉnh cũng đón đoàn công tác của tỉnh Kampong Thom sang thăm chúc Tết, đồng thời tiếp tục triển khai nhiều hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần củng cố và vun đắp cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển.